Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hàng phim. Các bạn thân mến, hiện nay thì bộ phim lấy danh nghĩa người nhà đang là bộ phim hot nhất nhì của Trung Quốc khi mà điểm đánh giá chấm điểm trên Douban vô cùng cao. Và ngoài bộ ba diễn viên trẻ nổi tiếng thì khán giả cũng hết mực quan tâm tới dàn diễn viên nhí đảm nhận vai Lý Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu khi còn nhỏ. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem ba nhân vật này là ai nhé Đầu tiên là Tùng Thượng, Tùng Thượng còn được gọi bằng nickname dễ thương là Tiểu Hành Lá sinh năm 2013 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trong phim, cô bé vào vai Lý Tiêm Tiêm hồi còn nhỏ. Nhân vật Lý Tiêm Tiêm lúc nhỏ là một cô nhóc nghịch ngợm, lém lỉnh nhưng vô cùng đáng yêu. Mất mẹ từ sớm, chỉ còn bố bên cạnh nhưng Tiêm Tiêm rất lạc quan, hiểu chuyện và sống tình cảm. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt bầu bĩnh lém lỉnh, Tiểu Hành Lá đã hóa thân xuất sắc vào vai diễn Lý Tiêm Tiêm thời nhỏ. Nhiều người nhận xét rằng diễn xuất của bé Tiểu Hành Lá là một trong những điểm cộng cho lấy danh nghĩa người nhà. Chỉ 7 tuổi thế nhưng Tiểu Hành Lá đã tham gia rất nhiều chương trình thực tế lớn nhỏ như Người Trung Quốc vui vẻ, không không đại bảo hiểm, siêu Phản tiểu cao nhân. Trong đó nổi bật nhất là chương trình thiếu nhi, đi thôi em bé của tôi mà Tùng Thượng tham gia lúc 4 tuổi. Trong chương trình, nhờ sự tương tác tự nhiên, thân thiết với dịch dương thiên tỷ TFBOY mà cô nhận được sự yêu mến của khán giả. Ngoài đời, Tiểu Hành Lá cũng là một cô bé xinh xắn, hoạt bát và rất đáng yêu. 2. Từ Uy La từ Uy La sinh năm 2010. Cậu nhóc đảm nhận vai diễn lang tiêu thời thơ ấu. Lang tiêu là anh hàng xóm tầng trên của Lý Tiêm Tiêm, giống hoàn cảnh của Tiêm Tiêm. Từ nhỏ, lang tiêu đã thiếu thốn tình cảm từ mẹ mình, ngày ngày phải chịu đựng bố và mẹ cãi vã. Mẹ lang tiêu như phải phát điên sau khi con gái nhỏ qua đời ngoài ý muốn. Bà suốt ngày gây chuyện, dằn vặt chồng con. Cuối cùng, bà đã bỏ lại hai bố con lang tiêu vào ra đi. Vai diễn của từ Uy Lai trong lấy danh nghĩa là người nhà lấy nhiều nước mắt của khán giả cậu bé đã khắc họa hình ảnh của một lang tiêu ngoan ngoãn, đáng yêu và đáng thương. Trong một lần bị mẹ nhốt ở nhà, cậu bé lang tiêu đưa quả ốc chó cho em gái ăn. Chẳng may em gái bị hóc, không thể qua khỏi. Từ đó trong mắt mẹ mình, lang tiêu như trở thành thủ phạm hại chết em gái. Cậu bé ngày một ít nói, tính cách trở nên lầm lì hơn, trầm tính hơn. Không biết khán giả dành lời khen ngợi cho khả năng nhập vai ấn tượng của cậu bé 10 tuổi từ Uy La. Từ Uy La bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2017. Mới 7 tuổi, nhưng cậu bé đã tích lũy kha khá kinh nghiệm diễn xuất qua nhiều vai diễn như Đại đường Vinh Diệu phần 2, Chỉ vì được gặp em, Điềm mật bạo kích. Với vẻ ngoài dễ thương, ưa nhìn, nét đẹp ấm áp, cậu bé từ Uy được khen là có khí chất của một soái ca trong tương lai. 3. Tiêu Lý Trân Trấn Tiêu Lý Trân Trấn sinh năm 2012, đảm nhận vai hạ từ thu lúc còn nhỏ. Tiêu Lý Trăn Trần đã hóa thân xuất sắc vào cậu bé tử thu hiền lành, chững chạc, biết nhường nhịn và luôn khao khát có được một gia đình trọn vẹn. Hạ Tử Thu được sinh ra khi mẹ của cậu là Hạ Mai đã chia tay với người cũ. Một lần, Hạ Mai được người khác giới thiệu đi xem mắt với Lý Hải Triều, bố của Lý Tiêm Tiêm. Thế nhưng không lâu sau, Hạ Mai vay một số tiền lớn từ Lý Hải Triều rồi bỏ đi mất, còn đem con gửi tới nhà Lý Hải Triều. Từ đó, Hạ Tử Thu được Lý Hải Triều nuôi dưỡng coi như con ruột. Cô bé Tiêu Lý Chân Chấn bắt đầu đóng phim từ năm 2018 qua bạch phát vương phi. kể từ đó, cô bé 8 tuổi liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm như Ai cũng khao khát gặp được em, Thiên Cơ thập nhị cung, mộng hồi, vân vân. Tiêu Lý Chân Chấn hứa hẹn sẽ là một diễn viên thực lực trong tương lai. Chúng mình làm phim các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh để luôn được cập nhật những bộ phim hay và thú vị nhất mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.